Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây ạ Thì hiện tại trước cái màn hình của anh chị đây chính là chiếc xe Way 125i nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Đây là phiên bản mới nhất 2022 nha anh chị Thì Way 125i còn có một cái tên gọi khác quen thuộc hơn, đó chính là Way Thái Bên Nam bán xe nhiều khi nói Way 125i, có một số cái này không biết nha anh chị Nhưng mà nó Way Thái là ai cũng biết hết á rồi thì mấy ngày trước có một số anh chị khách hàng điện thoại hỏi Nam là bên Nam còn cái dòng quay thái này không? Thì uh, thời gian đó thì bên Nam hết hàng nha anh chị. Lúc trước về được mấy mà Nam có làm cái video đăng lên đó, khoảng hàng một hai tuần trước đó. thì mấy xe đó đã bán hết rồi. Thì ngày hôm nay xe về được uh, một ít nữa nên Nam làm cái video đăng lên chia sẻ với anh chị ha. Hiện tại thì xe về được màu trắng nè, màu uh, đen nè, màu xanh nhám với màu xanh sơn bóng. Nhưng mà thấy cái màu trắng đỏ này đẹp quá nên quay cận cảnh chiếc xe này. Đó, anh chị nào thích đó thì liên hệ cái số điện thoại bên trên màn hình ha gặp trực tiếp nhân viên bán hàng sẽ được tư vấn một cách chi tiết nhất đó, hiện tại thì quay thái bên Nam có bốn màu nha anh chị mới về được bốn màu màu trắng đỏ nè màu đen màu đen là sơn bóng nha anh chị màu xanh sơn bóng với là màu xanh sơn nhám rồi thì quay 125i này được trang bị thắng đĩa phía trước và thắng cơ phía sau ha và có một cách phân biệt cái mâm xe thái với xe Việt có dưới phu chờ việt có anh chị là trên mấy cái chấm nè trên mấy cái uh, nang có cái chấm tròn nè, năm à, cái nang là có năm cái chấm tròn nha anh chị. Còn cái chiếc xe phu chờ việt là không có ha. Đó là cái cách mà chúng ta phân biệt cái uh, xe, cái mâm xe quay thái với cái mâm xe phu chờ việt á. Có một số khách hàng hỏi hay nam cách phân biệt làm sao thì đó là cách phân biệt nha anh chị. Đây trên cái vỏ xe này thì có, có đóng luôn cái chữ là Max in Thái Lan luôn á anh chị? À, xe này thì có lẽ thì không còn xa lạ nữa rồi. Nam sẽ quay sơ lược lại cho anh chị xem nó về bốn màu nhưng mà thấy màu này đẹp quá nên đặc biệt quay riêng cái màu này cho anh chị xem à, màu trắng rồi da yên thì đi màu đỏ nha anh chị à, da yên nè dưới hai cái yếm dưới cái yên nè à, hai cái yếm chỗ này nè nó với cái yếm ổ khóa với cái yếm bờ cổ là màu đỏ đây là phiên bản 2022 nha anh chị còn cái phiên bản 2021 hai cái nắp cốp này màu đỏ còn cái yếm bờ cổ thì nó sẽ là màu trắng đó, là phiên bản 21 còn 22 là cái uh, hai nắp cốp màu trắng rồi đây là phần lóc máy nè nước sơn màu đen bóng nha anh chị đó, nhìn nước sơn của chiếc xe này rất là sắc sảo ha trên cốp sườn thì có chữ nè quay 125 y chữ quay là chữ 3D nổi còn 125 y là số dáng tem phẳng ha đây cặp phục của xe này nhìn rất là bắt mắt anh chị cái lò xo này nó giống như nó si giống như inox vậy. còn đây là cái tem dán như cặp gấp nè với chữ thái không à? quay chơi thôi chứ không biết nó viết cái gì trên đó nữa rồi đây là phần mâm sao đây đó. mâm sao xe này sử dụng vỏ có ruột nha anh chị đó. tất cả hầu như xe số đều sử dụng vỏ có ruột hết rồi nam sẽ quay trên cái bên này cho anh chị dễ thấy ha à, có cái chữ mắt in thái lan đóng trên cái vỏ luôn đi mua xe quay thái mà không có cái, cái chữ này trên cái vỏ thì xem kỹ lại chiếc xe đó nha anh chị đây là một cái điều chia sẻ thật lòng nha đây À, đóng sẵn cái chữ max in Thái Lan luôn nè. Mâm trước mâm sau đều có như những cái chấm tròn ở chân mấy cái nan này nghe anh chị. Năm à, năm cái nan là nó có 5 cái chấm tròn ha. Không có chấm tròn đó là đặt câu hỏi liền ha. À, phía sau thì trang bị thắng cơ bình thường thôi. Còn đây là phần đèn hậu nè anh chị. Nó nhìn sơ qua thì chiếc xe này nó không có khác gì với chiếc xe phù Việt việc chúng ta chứ. Còn cái cách phân biệt mà xe quay thái với xe phù trợ việc thì Nam có làm cái video rồi. Anh chị nào chưa tham khảo thì vào kênh của Nam tham khảo lại nha y hệt xe phun chờ việc luôn đây là cái bô nè cái bô này cũng giống luôn nó chỉ khác có một cái là cái phần cổ bô ở phía trước thôi một lát em sẽ quay chi tiết cái cổ bô phía trước cho anh chị xem đây cái lóc máy bên phải đây Đó. một màu trắng rất là tinh tế và sang trọng ha đây phần đầu bò nè đó. anh chị thấy cái cổ bô không nó khác không nó có cái co nè đó. theo năm cái này theo một số nguồn tin thì đây là cái gọi là cái tiêu chuẩn khí thải anh chị Nam sẽ qua bên đây quay cho anh chị xem cho nó kỹ hơn tí ha Đây Cây cây bô thì nó giống ha Còn cái cổ bô thì nó sẽ khác Cái bô phụ trợ Việt thì nó sẽ co thẳng là phía sau luôn Còn cổ quay thái thì nó sẽ có cái này Cái co chỗ này Rồi Nam sẽ quay cái phần đồng hồ nè Tay cầm nè Những nút bấm trên xe nè Cũng có code pha kèn xi nhan thôi cũng y như phu chờ việc thôi đồng hồ cũng y hệt vậy luôn không có gì khác biệt nha anh chị đó thể hiện cấp số 124 luôn có pha à, không có tắt đèn nha anh chị ở bên này thì số nè 1234 rất là dễ sử dụng ha Nói chung đó, thì cái đồng hồ giống hệt phu chờ việc không có gì khác hết đồng hồ phu chờ việc sao thì chiếc xe này gan vậy rồi nó sẽ quay cái ổ khóa cho anh chị xem ha đây là cái ổ khóa của quay thái nè mà nhìn cái chìa khóa không thì nó cũng cứng cáp và nó dày dặn hơn ha. ổ khóa này thì đa năng 4 trong một nha anh chị à, mở yên nè mở điện nè phá à, cổ nè Đó, và một, còn một cái nữa là khóa từ nha anh chị khóa từ là cái này nè khi chúng ta khóa cổ thì cái từ này nó đẩy lại ổ khóa đa năng 4 trong một ha đây là cái tem dán cho bờ cổ nè cũng chữ thái không à hộp số vòng 4 cấp rồi năm sao mở yên lên cho anh chị xem nha rồi à, bình xăng nằm yên ha bình xăng này năm nhớ không lầm thì có thể tích là hình như là 5 lít 2 cái anh chị nó to hơn cái bình xăng của khu chờ ha khu thì 4 lít 6 đây là cộng bơm xăng FI nè đây là cái hộp để đồ à, có sách hướng dẫn luôn quay 125 y cốp này khá to anh chị để được hai mũ bảo hiểm loại nửa đầu ha và một số vật dụng cơ bản khác rồi, em sẽ báo giá để cho anh chị tham khảo nha. Hôm nay là tuần thứ hai của tháng 6 2022 rồi. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang bán ra với mức giá là 94 triệu 900 ngàn. Giá xe chưa bao gồm phí lăn bánh nha anh chị. Và giá xe có thể dao động tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha. À, anh chị nào muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua như thế nào, xe có hàng sẵn hay không, mà anh chị muốn mua có hàng sẵn hay không thì liên hệ trực tiếp số điện thoại bên trên màn hình ha. Để gặp nhân viên bán hàng tư vấn một cách chi tiết nhất. Rồi Nam chia sẻ với anh chị luôn ha. Nếu như anh chị nào thật sự đam mê về cái dòng xe quay Thái này á thì hãy mua, còn anh chị nào không đam mê thì đừng nên mua nha anh chị, chứ đừng có chê giá cao hay giá mắc nha. Thì theo thị trường một số nơi Nam biết á thì xe này đa số các cửa hàng đều rơi vào tình trạng đó là thiếu hàng khan hàng và đặc biệt có một số nơi là không có xe luôn. Có một số anh chị muốn mua xe nhưng mà không có xe để mua. Mặc dù biết giá xe, xe rất là cao. Chính vì thế Nam mới nói là anh chị nào thật sự đam mê thì hãy mua cái dòng xe này, còn không đam mê thì đừng mua nha anh chị. Tại thời điểm này À, còn nếu anh chị nào muốn biến muốn giá mềm hơn thì cố gắng chờ đợi một thời gian nữa thôi à, khi nào xe còn thị trường nó bình ổn như lại thì giá xe chắc chắn đều nó sẽ mềm trở lại nha rồi thì đối với dòng xe này thì bên em có hỗ trợ bán trả góp luôn nha anh chị thủ tục thì cần chứng minh nhân dân như bằng lái xe hoặc là chứng minh nhân dân như sổ hộ khẩu còn nếu như anh chị nào có thẻ căn cước rồi á thì chỉ cần duy nhất thẻ căn cước thôi là được nha riêng cái phần này thì bên em chỉ hỗ trợ được trong tỉnh thôi nha anh chị trong tỉnh đồng tháp thôi còn ngoài tỉnh là chưa hỗ trợ được nha anh chị Nói chung là mọi chi tiết về giá xe, về chương trình trả góp thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên trên màn hình sẽ gặp trực tiếp nhân viên bán hàng tư vấn cho anh chị một cách cụ thể và chi tiết nhất nha. Đó là tất cả thông tin về cái dòng xe quay thái này. Anh chị nào đam mê thì liên hệ số điện thoại nha. Rồi bây giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây. À, cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu để theo dõi video của Nam. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe nè, về chương trình trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục để cho anh chị tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.